Chào mọi người, hôm nay mình sẽ nói tiếp về cái cách tiêm phát phát xin cho gà khỏe mạnh mà không bị hao hụt và chết. Thì thì trước tiêm mình nói ở đây là mình chỉ nói tiêm về cái H51 nè, rồi tụ tùng dịch tả thì chỉ những loại này thôi nha. Nhưng mà quan trọng nhất À, thì mình à, trước khi, khi tiêm vaccine nó và sau khi tiêm vaccine thì à, chỉ có ba loại này thôi thì à, quan trọng nhất là tuổi trồng cái này là nó nó ảnh hưởng nó giật gà dữ lắm mình à, nếu mà con gà mà nó bị yếu là mình tiêm vô nó cũng à, con gà nó cảm thấy nó nó, nó mệt mỏi nó rút con gà dữ lắm thì à, à, còn những cái à, lịch vắc, vaccine kia thì mình cũng không cần thiết nhưng mà nếu à, tốt thì à, trước tước tiêm vaccine một tuần tước tiêm vaccine một tuần này thì mình à, tiêm à, tụ tùng hay là h 51 hay là dịch tả thì mình sẽ dùng kháng sinh đó là tùy theo mọi người nếu mà mọi người dùng kháng sinh tổng hợp thì tốt hơn chẳng hạn như kháng sinh mà nó phòng ngừa về đường ruột rồi đường hô hấp luôn á thì nó rất là ok thì nó nó sẽ đạt hơn thì mình sẽ phòng ngừa phòng ngừa cho nó khỏe mạnh con gà nặng trước khi mình tiêm À, thì mình dùng kháng sinh đó thì khoảng từ 3 ngày đến 5 ngày à, thì mình quan trọng nhất là mình tiêm phải con gà nó khỏe mạnh không có bị bệnh thì nó mới đạt hiệu quả và nó không bị hao hụt gà mình và nó không bị giật gà không bị chết gà thì bởi à, vậy thì cái tụ tùng là quan trọng nhất nếu mà trong trường hợp mà, h h 51 đi tụ tùng thì gà khỏe mạnh thì mình cũng có thể tiêm được nhất là dịch tả thì nó nó cũng không ảnh hưởng nhiều nhưng mà nếu con gà khỏe mạnh thì mình vẫn gà mà vẫn khỏe mạnh thì mình tiêm bình thường mình không cần phải dùng kháng sinh còn nếu mọi người kỹ á, thì cái tủ quýt tùng nè à, tủ trùng thì mình mình phải nên phòng ngừa trước khi tiêm nó tụ tùng thì nên phòng ngừa trước một tuần á mình cho ba ngày dùng kháng sinh liên tục ba ngày đến năm ngày nếu gà khỏe mạnh thì dùng 3 ngày cũng được còn gà có có bệnh thì mình nên dùng 3 năm đến một tuần cho gà và gà khỏe mạnh hoàn toàn mình thả tiêm cái tụ trùng thì nhiều người á thì tiêm vaccine vô mà con gà nó lại chết hao hụt nhiều thì chứng tỏ là cái khâu nó nhiều nguyên nhân là do khâu khâu quản lý cái khâu quản lý uh, một là quản lý um, mình uh, bảo quản xin lỗi uh, khâu bảo quản vaccine uh, khâu bảo quản vaccine không tốt rồi cái khâu uh, uh, vaccine mà nó bị hết hạn đó hết hạn sử dụng của mọi người rồi uh, rồi mình uh, do gà quan trọng nhất là do gà bị đã nhiễm nấm bệnh mầm bệnh trong cơ thể nhưng mà nó chưa bùng phát uh, mình tiêm vào nó sẽ 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 con gà nó sẽ bùng phát và thành bệnh <laughs> thì à, thì tước tiêm vaccine thì mình dùng kháng sinh ha à, nhất là tụ tùng nè còn à, hoặc là h 51 nè còn nếu mà dịch tả thì con gà mình cảm thấy nó khỏe mạnh nó không có triệu chứng gì bất thường đi phân thì bình thường ăn uống bình thường thì mình thì khỏi dùng kháng sinh cũng được nếu mà mọi người dùng kháng sinh thì rất tốt không có gì cái giống như mình phòng ngừa định kỳ hàng tháng vậy thôi. Còn nhưng mà cuộc tổ quyết tùng á phải nhất phát là mình phải là cho dùng kháng sinh 3 đến 5 ngày liên tục. Thì xong rồi gà mình mình mới nên tiêm tuột tùng thì nó tốt hơn. Còn còn trước khi tiêm thì mình đã nói rồi ha, giờ tới sau khi tiêm. Sau khi tiêm mà lỡ con gà nó có bị bệnh hay bị gì á thì mình nên sau khi tiêm trước tiên là mình không dùng kháng sinh nói chung là vậy sau khi tiêm sau một tuần rồi mình 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 mới dùng lại kháng sinh để uh, chẳng hạn gà mới mạ khỏe mạnh là bình thường nếu mà chi mà vừa tiêm xong chừng hai ba bữa vaccine đi mà mình mình dùng kháng sinh cho gà tổn thức ăn vào cho gà uống hay là ăn thì nó sẽ mất tác dụng và nó không có tạo miễn dịch kháng thể cho con con gà thì cái cái lịch tiêm của mình nó sẽ không thành công thì bởi vậy sau một tuần mình hãy dùng kháng sinh nhưng mà trong trường hợp trường hợp mà lúc mà đang lúc mình tiêm phát sinh đi thì mình có thể dùng dưỡng là b complex hoặc là c rồi thì đó thì rất là tốt gà nó nó khỏe mạnh và nó 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 tạo kháng thể tốt hơn thì lỡ mà sau phát tiêm thì mình mà mình có con có những con gà mà nó biểu hiện ra bệnh thì mình nên cách ly cách ly con gà đó. Trước tiên là mình phải cách ly con gà đó rồi mình nên điều trị riêng cho nó chứ không nên dùng kháng sinh nguyên một bầy gà thì nó sẽ, nó sẽ sẽ mà hư cái vaccine của mình vừa tiêm vô. Tại vì những con kia nhiều khi nó không có bệnh thì mình dùng kháng sinh luôn thì nó 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 mất cái cái kháng thể của con gà thì bởi vậy sao tim mà nếu có bệnh thì mình cũng nên cách ly và điều trị riêng nó thì cái lịch tiêm tim này thì mình nói bổ sung thêm để cho mọi người tham khảo tại vì cũng có nhiều anh em tim vào thì con gà nó lại hao hụt và chết rất là nhiều hoặc là chết đồng loạt thì bởi vậy mình nói nguyên nhân là vậy đó nguyên nhân thì con gà nó đã có mầm bệnh trong cơ thể rồi thì mình mình tiêm vào là bảo đảm là con gà nó sẽ giật hoặc là nó 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 chuyển qua thành bệnh luôn. Bùng phát và nó chết đồng loạt. Thì bởi vậy cái khâu quan trọng nhất là mình khâu quan trọng nhất là, là trước khi tiêm vaccine thì mình nói cho đây là những loại này nha. Còn những ai tiêm mà những loại nào khác thì có thể tham khảo thêm. Trước khi tiêm là mình phải dùng kháng sinh là ok. 3 ngày đến 5 ngày để đạt này, hiệu quả hơn chứ à, chiếu vaccine này không phải tiêm vô là nó nó, nó ảnh hưởng nó chết gà nó chết là do con gà nó bệnh nó nó có mầm bệnh rồi nhưng mà nó chưa biểu hiện ra thì mình tiêm vô bắt buộc là con gà nó phải giật thôi. cơ thể mình cũng vậy thôi mình đi tiêm vaccine cơ thể mình khỏe mạnh thì trước khi mình đi mình ai mà có con nhỏ cũng biết rồi đó có có em bé con nhỏ thì thì trước khi uh, tiêm vaccine là bên bác sĩ người ta cũng có khám uh, hỏi gì cha mẹ thì có bé có bệnh đâu không Chứ thì cũng gà nó cũng vậy thôi bởi vì nó nóng sốt là người ta đâu có dám tiêm gà cũng vậy nó có thể hiện tượng mà bất thường nó không có khỏe mạnh ăn uống không bình thường là mình tiêm vô là bảo đảm là uh, từ ba bốn ngày sau hoặc là một ngày sau là nó có biểu hiện liền bệnh nóng sốt này kia đầu là nó, nó biểu hiện ra con gà liền tại vì nó vô nó sẽ giật con gà nhưng mà cái uh, tổ quýt tùng thì tim tim con gà nó cảm giác nó con gà nó, 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 nó hơi uh, gũ gũ con gà hơn nhưng mà trong một bữa thì nó sẽ bình thường lại hả nhưng mà dịch tả thì tim gà nó bình thường hơn h năm vậy nó tim gà thấy nó cũng không có cái gì nó nó biểu hưởng khác nhưng mà uh, tổ quýt tùng là nó tim nó 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 hơi giật con gà hơn nhưng quan trọng nhất là mình tim nó phải đúng liều đừng có lố liều cái liều tiêm của chẳng hạn như thường thì của dục của tuổi tùng thường nó là một c cho một con thì cái tên chai nó cũng có hướng dẫn sử dụng dịch tả nó cũng một c một con nhưng mà h 5 một thì từ 0 không 0,5 đến 1C 1 c một con thì theo đối tuổi gà và trường hợp thì theo mình được biết là bên thú y là Yeah, mình tiêm người ta tiêm ngựa bên h51 một thì người ta chỉ tiêm có 0,5 mà có nghĩa là nửa xe á nửa xe cho con nhưng mà cái tông cái dùng mà có dịch bệnh á, là người người ta sẽ tiêm một xe con luôn nhưng mà cái dùng không có dịch bệnh thì tao phòng ngừa thì tiêm mà nửa xe con ha thì uh, video đến đây là kết thúc uh, mong mọi người uh, hãy uh, hãy thông cảm mà bỏ qua những gì mà mình nói không đúng nha. Thì đây là những kinh nghiệm của mình và mình mình chia sẻ cho mọi người để mọi người tham khảo và để trong cái việc chăn nuôi của mình nó thành công hơn. Thì chứ mình kinh nghiệm của mình thì bao nhiêu thì mình chia sẻ cho mọi người vậy đó. Chứ mình thật sự thì mình cũng không có 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 biết bao nhiêu thì mình nói bao nhiêu. Thì nếu mà mình nói không đúng thì mong mọi người không cảm ơn ai nha coi thân mến chào mọi người chúc mọi người nhiều sức khỏe và luôn khỏi sức tâm mê chăn nuôi thành công của mình thôi chào mọi người